quý vị các bạn trở lại với Quang Trung các bạn. Trở lại câu chuyện bà giáo và cô nàng dâu Đinh Lan và Vân Quang Long. Thì các bạn là bao nhiêu ngày qua thì cái câu chuyện này nó cũng đã đi quá xa. Và mình thấy được hai phe thì phe nào cũng lên muốn làm cha. Phe nào cũng cho mình là trí thức. Phe nào cũng cho mình là hay. Cũng như các bạn thấy anh Phan Phong lên các video, anh ta toàn chửi người ta và anh ta toàn chê bai người ta, hạ bệ người khác. Cái vụ mà văn hóa với là cái cách nói chuyện thì ở đây với các bạn là mình thì không dám múa rìu qua mắt thợ và mình cũng không có hay ho gì. Mình biết sao mình nói đó, mình biết sao mình nói vậy, mình không dám dẫn dắt dư luận hoặc là dẫn dắt cái câu chuyện, cho nên mình là thôi kền kền, mà mình kền kền mình vô mình chỉ rỉa thôi, chứ mình không có dám mà lớn tiếng hoặc là nhỏ tiếng gì. Thì các bạn là hôm qua hai anh này Phan Phong và Astam TV có lên cái hai cái stream, mình có coi, sáng mình dậy thì mình cũng có coi. Thì mình nói tí xíu về cái vấn đề thì các bạn là hai người này có cái ý định là kết thúc câu chuyện. Nhưng mà ở đây mình nói với các bạn nè, bây giờ kết thúc câu chuyện hay không đó là giữa hai người đó. Nó không có liên quan gì tới các kênh youtuber khác. Nó không có liên quan gì tới mình. Bây giờ là Phan Phong và Astam TV hoặc là anh chàng bán rau, bán cải gì đó lên có công kích với nhau hay là đấu tố với nhau hoặc là đánh nhau đi chăng nữa, vì cái câu chuyện của bà nhà giáo và cô Linh Lan thì cái chuyện đó là chuyện của bọn họ. Còn ở đây là kênh mình hoặc là kênh những cái chiến hữu youtuber khác, là mình nói lên những cái gì mà nó hiện thực đã xảy ra và đang xảy ra. Còn cái chuyện mà cá nhân hay là thù hằn riêng tư cá nhân về những cái lời nói, về những cái lời công kích hay gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện của Astam TV, anh Phan Phong và thằng bán rau. Còn mình không có dính dáng tới chuyện đó. Thì cũng như anh Phan Phong, anh cũng nói trong video livestream ngày hôm qua, thì anh nói là cái chuyện mà thằng bán rau nó lên, nó công kích hoặc nó lên, nó dùng những cái từ ngữ thô tục hoặc là cái từ ngữ không có nhân văn, thì cái đó là cái chuyện của thằng bán rau. Còn Phan Phong á, là anh nói theo cái trí tuệ của ảnh, cái đầu óc của ảnh thì cái đó là cũng hợp lý, là cũng đúng đi. Thì ở đây mình cũng nói rằng bây giờ Astam TV hoặc là một cái kênh nào đó họ lên họ nói, họ công kích, họ chửi, họ dùng những cái từ mà thô tục, những cái từ mà các bạn là không có nhân văn, không có văn hóa, thì cái đó là cái chuyện của người ta. Mình cũng không có xí vô cái chuyện đó, vì đó là cái quyền riêng tư của người ta. Nhưng mà cái kênh mình thì lúc nào mình cũng y như vậy, y như cũ, u như kỷ. Cái chính nghĩa ở đây là các bạn, đây nè mình các bạn, tại sao á, cũng một thời gian hình như là cũng một vài tuần gì rồi, từ cái ngày mà Lê Gia Chi mộ đó, thì bà nhà giáo và bên phe của chị Ái Vân đó thì cũng đã im và đã thầm lặng rồi. Ở đây cho thấy được á, là những cái video của mình và những cái video các kênh youtuber khác đó đã có hiệu quả. Hiệu quả là như thế nào? Bởi vì khi mà mình không lên tiếng, mình không chỉ trích, mình không phân khui ra những cái gì đúng hoặc là những cái gì sai. Ở đây mình nói công bằng là công bằng gì? Không phải là anh là nhà giáo hay anh là trí thức hay là anh là gì mà anh đúng. Mình nói một lần nữa, trên đời này không ai mà hoàn mỹ. Nobody is perfect, okay? Là cái trong tiếng Anh, người Tây phương lúc nào họ cũng nhìn vào cái là con người là phải lầm lỗi, con người là phải có khi làm sai. Đó là lý do tại sao họ nói là nobody's perfect, tức là không có ai mà hoàn mỹ. Thì cũng như bà nhà giáo, cho dù đúng bà nhà giáo, không có ai nói không phải bà không phải là nhà giáo gì. Ở đây là người ta nhiều lúc có nhiều cái khúc chuyện, nhiều câu chuyện phải cà khịa ra để cho bà thấy được bà là nhà giáo thì bà nên làm như vậy hay là không nên làm như vậy. Bởi vì cộng đồng mạng nhìn vô, họ không có chấp thuận và họ cũng không có đồng ý như những gì bà nói hoặc là bà làm. Cho nên các video lên nó không phải là, mình nói một lần nữa, không phải là ruồng ghét bả gì. Mình có giải thích về cái vấn đề này, không phải ruồng ghét bả gì. Nhưng mà họ tỏ ra, họ bày tỏ ra cái quan điểm, cái khái niệm của họ. Bởi vì ở trên đời này người ta có, các bạn thấy không? Mỗi người mỗi tiệm, mỗi kiểu, mỗi người mỗi tánh, mỗi người mỗi phong cách. Không ai giống nhau. Nhưng mà trong xã hội thì họ dùng chung một cái khuyết điểm hay cái nhược điểm nào đó để họ cư xử với người trong xã hội và cái cuộc sống của họ, người thân bằng quyến thuộc của gia đình của họ.
chứ không phải là người ta nói ra, hoặc ta lên những cái video, hoặc là người ta công kích. Cái này cũng không phải là công kích gì, cái này là chỉ có phơi bày thôi, không công kích gì bả. Thì ai đó công kích bả chứ mình không biết, chứ mình thì mình không, bởi vì mình nói lên những cái gì mà bả làm không đúng với cái đạo nghĩa và cái đạo lý. Thì cũng như bả, các bạn thấy đó, bả bỏ rơi Linh Lan và bé Hai Lần dưới ánh nắng, thì cái đó là nó thực tế mà. Video mà cho thấy là như vậy thì cộng đồng mạng cũng đồng ý là như vậy, cho nên cộng đồng mạng bức xúc, cộng đồng mạng lên nói. Ở đây mình cũng là cộng đồng mạng hết rồi, chẳng qua mình lên mình nói thẳng ra trên các cái video để cho mọi người bình luận và mọi người nhìn theo cái cách nhìn của họ, tức là cộng đồng mạng họ nhìn có cái cách nhìn của họ, ai đúng ai sai. Ở đây các bạn, ở đây mình cũng nói là dí người không dí tới cùng. Bây giờ bà nhà giáo bà im rồi thì mình cũng không có nhắc tới bà giáo nữa. Nhưng cái vấn đề ở đây á, bấy lâu nay từ cái video mà Phan Phong ra, mình làm video Phan Phong đó, là mình chỉ và mình xoáy vào những cái mà Phan Phong công kích, chỉ trích, bôi nhọ hoặc là soi mói đời tư của Linh Lan cũng như là thằng Bắn Rau. Ở đây là mình xoáy vô những cái đó. Nhưng khi mà mình nói chuyện, khi mà mình phân tích có nhiều cái câu và có nhiều cái lời, thì mình phải lấy cái điển hình của bà nhà giáo, mình phải lấy cái điển hình của cô Linh Lan, mình phải lấy cái điển hình của cộng đồng mạng họ, cái cách suy nghĩ và cái lối suy nghĩ của họ và cách bình luận của họ như thế nào, để mình đem ra mình phân tích cùng quý vị các bạn. Chứ ở đây là không có nói về hận thù hay là cá nhân gì. Hai cái video livestream ngày hôm qua, hôm nay mình bỏ mấy tiếng hồ ra mình coi, mình cũng nhìn rất là kỹ. Thì ở đây mình nói tí xíu về 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 hai cái livestream này của Astan TV và anh Phan Phong. Thì các bạn, là để mình nói Astan TV trước, thì bây giờ cái cách đó là cái phong cách của anh Astan đi, mình cũng không không có mình cũng không có, giống như là mình cũng không có cái quyền mà thay đổi người ta hoặc là đặt cái quyền nào đó, cái vấn đề mà người ta làm gì thì cái đó mình không ấy. Nhưng mà mình chỉ nói ra một vài lời, mình chỉ phơi bày ra tí xíu thôi. Thì hôm qua thì các bạn là Astan TV, cái vấn đề là ảnh đến bà nhà giáo, ảnh đến ảnh đặt câu hỏi, ảnh xin lỗi hay là ảnh quy thuận gì đó với bà nhà giáo, tức là bà Nhâm Thị Tư đó. Thì mình thấy được là anh Astan này sau khi nói chuyện và trò chuyện với bà giáo thì anh ta chắc mà hình như là có cái ý quy thuận và xin lỗi bà nhà giáo. Và sau đó thì anh này anh có cái chí hướng là anh đi anh đập thẳng Phan Phong và Bán Rau theo cái cá nhân, theo cái giống như là các bạn là nó về cái hận thù rồi. Thì mình thấy được rằng là đi đi con đường này không đúng, bởi vì đi con đường này thì nó bị sai lệch đi. Đó là cái lý do tại sao đó, bên cái livestream anh Phan Phong đó, anh mới sửa lưng và anh mới đập lại. Thì ở đây là mình nói thật, Phan Phong bậy thì mình nói Phan Phong bậy, Phan Phong nói không đúng mình nói Phan Phong đúng, lát nữa mình sẽ phân tích video Phan Phong. Còn cái vấn đề mà giữa Astan TV và Phan Phong á, thì mình thấy Astan TV hơi hơi dùng những cái từ thô tục và hơi dùng những cái từ mà tức là hơi hơi nóng nảy. Bởi vì các bạn, mình giải thích nhiều là đừng có nóng. Bất cứ cái gì trong cuộc sống và cái đời sống này, khi các bạn làm một cái gì đó, bất cứ làm ăn đi học hay là cách hành xử cư xử, bạn mà nóng tánh bạn là người sai. Thì giống như bà nhà giáo, bà thù một cái gì đó, bà không ưa một cái gì đó, bà không đồng ý một cái gì đó, hoặc là bà không thích gì đó với mẹ con Linh Lan và anh Vương Quang Long, cho nên bà phải tỏ vẻ ra một cái vấn đề, và bà giống như là các bạn là ở trong lòng bà bực, mà cho nên bà mới tung ra một cái mà nó làm đi sai đi và sai cái nghĩa, sai cái đạo đức với một người nhà giáo. Thì đó cũng là một cái tánh nóng, nóng tức thời. Mà mình hay thường nói nóng tức thời, những người mà nóng tức thời là những người không có làm việc đại sự được, và cũng những người không có vững bền được. Bất cứ họ làm gì họ không bao giờ bền. Các bạn cứ nghĩ đi, cuộc sống chúng ta ai ai cũng lặn lội tìm và làm những cái công việc, người làm việc sướng, người làm việc cực, bất cứ người làm việc trí thức, đầu óc hay là và tay chân gì đó, thì khi mà nóng lên á sẽ hư chuyện hết. Các bạn thấy những người vô xí nghiệp, công ty, làm hãng, làm xưởng gì đó,
vô đó mà nóng lên một cái bắt đầu là hai bên đòi này kia tranh tranh đấu nhau này kia, rồi đâm ra là đánh lộn thì các bạn chủ nó sẽ đuổi hai thằng. Thì chỗ nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, cuộc sống của ta là làm như vậy, cho nên đừng có nóng tính. Phan Phong trong sorry Astan TV trong cái livestream ngày hôm qua quá nóng tính, bởi vì anh ta dùng những cái từ ngữ thô tục, quá quá thô tục, mình nghe mình cũng tức cười nữa. Đó là lý do tại sao ông nội Phan Phong này ông có cái cơ hội mà ông đè nén và ông đập, ông đè xong ông ép xong ông đập. Đấu kiểu này là thua thua Phan Phong chắc. Ở đây thì ở đây mình chỉ theo cái quan điểm mình phơi bày ra thôi, còn cái chuyện mà họ làm như thế nào đó là chuyện của họ. Bởi vì các bạn là không thể nào mà cho dù ví dụ như mình livestream đi, hoặc là mình làm cái gì đó trên video mà anh Phan Phong hay thằng Bán Rau nó có vô nó nói gì đó, mình cũng vẫn lịch sự, mình cũng vẫn xưng hô đàng hoàng. Nếu nếu Phan Phong lớn tuổi mình kêu anh, còn không Phan Phong bằng tuổi hay gì đó thì mình kêu bạn hay gì đó. Đó đó là cái cách mà khi mà mình xưng hô, tức là mình nói chuyện. Còn khi mà nói về các bạn là khi mà phân tích một cái gì đó thì theo cái câu mình phải nói thằng hay nói mày hay là cái đó thì có đó chuyện bình thường, vì cái sentence nó đi với những cái đó cho nó phù hợp. Giống có nhiều người họ nói để làm vậy để làm mẹ gì, thì đó là cái câu, cái sentence, cái câu để các bạn là nói cho nó theo cái văn và nó đi chung với là cái từ này kia đó, cho nó suông suông cái văn suông cái từ vậy thôi. Thì anh này dùng những cái từ thô tục, tức là từ từ đầu đến đuôi, dùng từ thô tục với thằng Bán Rau luôn, thì cái đó là không đúng. Làm như vậy là thứ nhất mình thấy là hơi nóng tính rồi, và thứ hai là nó không có cái nhân văn cho dù gì chăng nữa. Ở trên YouTube, ở trên mạng xã hội, ở trên bất kỳ cái gì, ở trên Facebook thì nhiều nhiều bài viết thì không sao, nhưng mà ở trên, đặc biệt là ở trên Google, YouTube, mình hãy cho nó mình hãy tỏ ra một cái thái độ mà nhân văn, mình hãy dùng những cái từ ngữ nào đó mà nó phù hợp. Vì ở trên YouTube thì có rất là nhiều nhiều em nhỏ, ông bà già, người trí thức, người học cao hiếu rộng họ coi, thì các bạn làm dùng những cái từ ngữ đó thì nó không có phù hợp. Ở đây mình không nói các bạn có quyền dùng hay không có quyền dùng, ở đây mình không nói về cái đặc quyền, ở đây mà mình nói về cái vấn đề là nó không có phù hợp. Trong thực tế thì YouTube nó cũng không cho nói những cái từ ngữ đó về cái language, mấy cái ngôn từ đó. Thì các bạn là anh Estam này, hình như là lát nữa bây giờ tối, bây giờ 8 9 giờ tối, thì lát nữa mà mình nghĩ anh này anh ra một cái video phỏng vấn bà nhà giáo gì đó, và mình thấy được rằng là cuối cùng thì mình thấy được rằng cái anh này anh phản ứng rất là chậm, và video của anh thì rất là chậm. Ở đây mình nói chút xíu thôi, ở đây là các bạn là không phải là mình hay ho gì, ở đây mình nói theo cái quan điểm của mình, nếu mà thấy đúng quá thì ok, chia sẻ học hỏi, còn không đúng thì thôi thì cứ cứ bỏ qua. Đây là cái quan điểm, tại vì trên YouTube, trên mạng xã hội, trên những cái bài báo, các phóng viên, các nhà báo họ viết ra đó là cũng là cái quan điểm và cái khía cạnh kiến thức của họ, còn mà nói về dạy dỗ hay là gì thì dạy đời hay gì đó thì là không đó. Thì các bạn là anh này anh phản ứng video chậm, rất là chậm nha các bạn, và những cái thì mình nói một lần nữa là dùng những cái từ ngữ mà thô tục mà này kia đó thì các bạn là không có hay và không có nên. Ở đây mình cũng nhắc cùng các bạn, chiến hữu YouTuber mình từ xưa nay rồi, từ cái video vào thứ sau tới giờ, thì nên nên hạn chế nên hạn chế mấy cái đó. Thì trong video anh Estam TV này, anh cũng có anh nói từ thô tục xong anh cứ nhắc tới là dùng những từ văn văn hóa gì đó thì thôi đó. Rồi giờ trở qua cái livestream của kênh anh Phan Phong, phải kêu bằng anh Phan Phong nghe không, đẹp trai đồ này kia phải không, gái theo nhiều, mình thấy trong cái bình luận của ảnh toàn toàn là hot girl không à. Đó, Phong từ Phong đẹp trai thiệt, đúng đẹp trai cũng có tầm, thì lúc đầu sau thì giờ mình nói như vậy, nhưng mà tầm đó thì các bạn là nhiều khi ảnh nóng quá. Các bạn nhớ là mà trong cái video vừa rồi không, hai cái video trước này kia không, ảnh nóng tánh quá, anh đâm ra nó bị hớ, thì mình cũng có nhắc khéo và mình có đập cái video đó. Thì cái video ngày hôm qua anh hiền lại rồi, nhưng mà cũng vẫn dùng cái từ kền kền thôi, không sao, mình đúng là kền kền mà mình vô để mình rỉa, tại vì mà mang cái danh kền kền nó không có bất lợi đâu, nó có lợi, bởi vì mang cái danh kền kền thì mình có quyền mình vô mình rỉa bị kền kền mà. Hả anh Phan Phong,
anh Phan Phong đẹp trai. Rồi cái video của anh Phan Phong thì các bạn là ở trong cái video thì các bạn cũng đã biết là theo cái chí hướng của cái anh này á, thì lúc nào cũng bên cho cô Ái Vân, hai đứa bé của con Ái Vân và bà nhà giáo. Tức là anh cho rằng là bà nhà giáo là một cái người mà người già lớn tuổi, trọng già kính lão, đó là cái chủ nghĩa của anh ta. Còn bên bên chủ nghĩa của phe Linh Lan đó là công lý và công bằng, và các bạn là bình đẳng nữa. Bình đẳng ở đây á, là mình nói một lần nữa, bình đẳng ở đây á, là nói lên cái sự các bạn là cái vai vế, cái thân phận trong trong xã hội của mình đó. Cho dù mình là giám đốc, mình là tập đoàn, hay là mình là xã trưởng, hay là mình là chủ cả, hay là đại gia đại viết đó, hãy nên tôn trọng bất cứ người nào, cho dù người đó có học hay không có học, giàu hay nghèo hay như gì đó, thì hãy tôn trọng. Ở đây là cái chủ nghĩa mà bên phe Linh Lan đứng lên đấu tranh là như vậy. Đấu tranh cho cái sự công bằng, đấu tranh cho cái sự công lý và cái bình đẳng. Không phải là mình nghĩ rằng là mình lớn tuổi, mình có học hay là mình nhà giáo hay là mình giám đốc, kỹ sư, bác sĩ đó, mình muốn khinh người, mình muốn coi thường người ta, mình muốn hạ bệ người ta, sao là hạ bệ, đó là không có đúng. Đó là cái ở đây mình cái video này mình nói thẳng luôn là lý do bên phe của Linh Lan đấu tranh là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ cái video kênh của mình và kênh một số bạn của mình, cái kênh YouTuber của mình. Còn cái anh Estam thì các bạn là mình chỉ biết kênh của anh này vài ngày thôi, thì mình thấy anh này đấu tranh cho cũng là cái chính nghĩa, nhưng mà thì đương nhiên là anh này dùng những cái từ, hôm qua anh này dùng những nhiều cái từ thô tục, thì cái đó thì mình cũng nhắc nhở. Rồi anh Phan Phong này thì các bạn là anh, thì mỗi người họ có một cái đấu tranh và một cái quyền lợi và một cái chủ nghĩa họ theo cái chí hướng của họ. Ở đây mình không nói ai sai ai đúng, nhưng mà ở đây lý do mình phản biện các cái video của anh Phan Phong và phản biện video của anh chàng bán rau thì mình không có nói nhiều, tại vì cái anh chàng bán rau cũng như mình nói á, là những cái người mà dùng những cái từ ngữ đó, giống như anh Phan Phong cũng nói trong video cái video livestream ngày hôm qua, là anh Phan Phong á, là đặc biệt là làm để phản pháo lại anh Estam TV. Nhưng mà anh Phan Phong là anh cũng lôi những cái người này vô và những cái câu chuyện này vô, thì ở đây mình phân tích luôn. Thì anh ta nói là Estam TV không đủ tư cách, không đủ văn hóa, không đủ cái trình độ và cái kiến thức để anh ta phản pháo lại này kia. Nhưng mà anh hôm qua anh này á, thì cũng nóng tính chứ không phải là không. Hôm qua là mình thấy anh này vô cái kênh của Estam và nói cái gì đó, thì anh Estam anh chửi, anh dùng những cái từ thô tục anh chửi, thì anh này mới nóng quá, anh tức quá, anh về anh livestream lại, anh chửi lại bên tức là phản pháo lại, không có dùng những cái từ mà thô tục hay là thiếu nhân văn, nhưng mà anh ta phản pháo lại. Tức là ở đây á, anh này cũng là một trong những cái người nóng tính chứ không phải là không. Thì ở bên các bạn là ở bên Estam cũng nóng tính, rồi bên ông bán rau cũng nóng tính, cho nên á mình thấy mấy người này á là đi quá xa là như thế nào. Hồi nãy á, lúc đầu vô mình nói á, là cái câu chuyện này, vì cái câu chuyện mà mẹ chồng nàng dâu, bà nhà giáo và cô Linh Lan, mà mấy kênh YouTuber này không lẽ bây giờ thù nhau, bây giờ hẹn ra gặp đồ này kia nữa, còn thách thức đồ này kia nữa. Các bạn làm như vậy là không đúng. Mình hay theo cái đề tài, mình phải theo cái công, chứ mình đừng theo cái tư là cái riêng tư, thù riêng tư, thù gì đó, vì cái một cái câu chuyện mà nó không ra đâu hết. Mình chỉ đứng lên mình nói cái nào đúng cái nào sai thôi, mà bây giờ không lẽ đem ra thù hằn, rồi đem ra gặp nhau, rồi không lẽ cấu xé nhau ở ngoài, cái đó nó không có đáng. Rồi các bạn, là mình nói tí xíu về cái video anh Phan Phong thì cái đầu tiên thì mình nói là anh Phan Phong cho rằng là bé Hai Lành trong 11 tháng, suốt cái thời gian mà bao nhiêu tháng như vậy, suốt cái thời gian mà lâu như vậy, Hai Lành không gặp anh Vân Quang Long, tức là người cha của mình đó, và Hai Lành còn nhỏ thì không có cảm nhận được đó là người cha của mình. Ý anh này nói là các bạn, là khi mà cái ngày lễ đám tang cúng điếu đồ kia đó, bé Hai Lành tới dự, tức là anh ta cho rằng là bé Hai Lành tới dự là không có nên, cũng không có cần. Đó là lý do tại sao bà nhà giáo bà xua đuổi, bà bỏ rơi. Ý anh này nói như vậy, vì bé Hai Lành còn nhỏ lắm, không biết người đó là cha và ai là mẹ đại khái vân vân. Thì các bạn,
Anh ta nói là bé Helen còn nhỏ, không biết gì hết, không biết cha, không nhận cha và cũng không có biết anh Vương Văn Long là cha mình, tức là nhỏ không có cái cảm cảm nhận được và không có cái cảm xúc đó. Ngược lại thì các bạn là anh ta nói rằng là hai đứa con của Ái Vân sẽ bị ảnh hưởng vì người cha như vậy, vì người mẹ như vậy, vì vì bỏ những cái tấm hình nào lên YouTube đại khái là vân vân. Thì ở đây mình thấy được á, anh này là hoàn toàn bậy, anh chỉ nói cho một khía cạnh thôi các bạn, anh nói cho bên kia thôi, anh không có công bằng. Ở đây mình đang nói cái sự công bằng, anh ta nói là anh tội nghiệp cho hai đứa bé thì hai đứa bé với bà giáo đó, thì anh này bao nhiêu cái video này thì anh này cũng là một cái kiểu đó thôi, thì mình cũng thấy được. Nhưng mà ở đây mình nói nếu mà tội nghiệp thì phải tội nghiệp cho hết, tội nghiệp phải tội nghiệp cho chót, không lẽ bây giờ tội nghiệp bên mà không tội nghiệp hai bên. Vậy vậy tại sao á lúc nào cũng lên nói mình làm việc chính nghĩa, chính nghĩa hành hiệp trượng nghĩa. Làm việc chính nghĩa là như thế nào? Làm việc chính nghĩa là không thù hằn, không công kích, không soi mói, không lôi những cái chuyện đời tư, ai mình cũng thương, ai mình cũng công bằng, đó mới là hành hiệp chính nghĩa và hành hiệp trượng nghĩa. Chứ không phải là ồ mà mình chỉ biết một khía cạnh, mình chỉ biết một phe thôi, mình không biết phe bên kia, tức là mình chỉ biết phải thôi chứ mình không biết trái, mình nói đi thì mình phải nói lại. Ở đây mình thí dụ nè, nếu là máu mủ ở đây á, mình nói nè, nếu là máu mủ, ok, nếu mà là máu mủ thật sự, cái giọt máu của anh Vân Long, cho dù xa nhau bao nhiêu lâu thì cái máu mủ đó, tức là người cha con đó, họ sẽ có cái cảm giác và họ cảm xúc đó. Mặc dù bé Helen rất là nhỏ nhưng bé Helen vẫn có cái cảm xúc và cái cảm giác đó là người cha của mình. Đó là lý do tại sao bé Helen gọi ba 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 trong cái video, trong các video các bạn cứ coi lại, bé Helen gọi ba ba đàng hoàng, rồi linh lang nói là bé ba ba đâu con, bé Helen nói ba lên trời rồi, ba lên thiên đàng rồi. Đó là cho dù họ những đứa bé nhỏ, cho dù nó không có nói nên lời, nó không có nói ra một cái lời như là những người lớn, hoặc là những cái hay là hai bé kia thì cũng đã lớn rồi, thì cũng 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 tức là biết hơn bé hai lần, cái đó mình đồng ý. Nhưng mà cho dù lớn hay nhỏ hay chăng nữa đó, khi là máu máu mủ mình xa nhau bao nhiêu lâu thì họ cũng cũng cảm nhận được. Những cái đứa trẻ đừng bao giờ khinh nó, những đứa trẻ nó biết theo về cái cách mà phương cách của đứa trẻ, nhưng mà nó không có chia sẻ cho các bạn, nó không có nói ra cho các bạn, nó không có nói nên lời và nó không có cái cảm xúc như người lớn thôi, nhưng nó có cái cảm giác máu mủ của mình, không cần biết xa nhau bao lâu. Các bạn cũng như những cái trường hợp mà các bạn là cha mẹ đẻ xong bỏ con rồi này kia đó, hoặc là cha mẹ nuôi con nuôi rồi cha mẹ ruột tới nhận đó, mấy chục năm các bạn phải coi những cái bộ phim và những cái tuồng kịch mấy chục năm trời xa cha, tức là người cha bỏ người con rồi người người nào đó nhận nuôi, rồi sau đó họ cha con họ gặp lại, thì cũng giống như là các bạn là hồi đó Mỹ nó qua Việt Nam nó đánh cũng vậy nè. Tại sao là nó biết là cái chuyện, là cái chuyện mà rất là khó, nó giống như mò chim dưới đáy biển, nhưng mà họ vẫn không từ bỏ và họ vẫn không bỏ cuộc, họ về Việt Nam, cái vụ mà đi đi đi, đi diện con lai này kia đó, họ vẫn về Việt Nam, họ vớt những cái máu mủ của họ. Và khi mà hai cha con gặp nhau, các bạn là ở bên đây các bạn là những cái truyền thông lớn như CNN, Fox News rồi NBC rồi hay đưa lên những cái vấn đề là cha Mỹ mà gặp con ở Việt Nam 50 năm gặp lại, 20 năm gặp lại, 30 năm gặp lại, nhiều lắm. Cho nên ở đây mình nói với Phan Phong là không cần biết nhỏ lớn gì, cái chuyện mà cha con mà nếu là thật là máu mủ thì họ có cái cảm giác, họ có cái cảm giác đó hết. Còn Phong nói vậy là không hoàn toàn không đúng. Bởi vì Phong nói vậy á là chẳng qua là Phong muốn đè đè bẹp bên Linh Lan và không nhìn tới mẹ con Linh Lan thôi. Bởi vì không làm Phong nói như vậy, Phong làm như vậy á, đó là nó không có công bằng. Không phải không có hẳn là chắc khi chắc kỳ lớn hơn hay là hiểu biết hơn hay là gì đó, chưa chắc ạ. Những đừng bao giờ khinh những đứa nhỏ nó hay lắm. Nó có cái cách và cái phương pháp của nó, trời sinh vậy mà, trời sinh như vậy. Các bạn không tin á, bây giờ nè các bạn thấy cái banh, kêu cái đứa nhỏ tới lấy cái banh đi, nó ngồi xuống nó lấy với một cái tư cách đó, là không có bị chặt lưng, nó không có cúi xuống để nó bẻ cái lưng. Thường thường các bạn mà khiêng khiêng vác cái gì đi, các bạn mà khiêng một cái gì hay là giúp ai một cái gì đó, các bạn người lớn thường thường họ 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 không có chú ý về cái vấn đề đó, họ cúi xuống có nhiều khi là họ bị chặt lưng. Còn con nít á, nó không bao giờ nó làm vậy, nó ngồi xuống, nó ngồi thẳng đàng hoàng,
nó ngồi với cái tư thế các bạn là súng tấn, ai mà đi học võ thì biết súng tấn, ngồi cái thế súng tấn nó bưng cái bần cái banh lên. Đó là trời sinh như vậy, nó có cái giác quan và có cái cảm xúc của nó, đừng đừng có khinh nít như vậy. Rồi cái vấn đề Phan Phong nói liên quan tới là các bạn là cái thằng bán rau, vì bà Phan Phong nói thì Phan Phong hồi nãy mình cũng đã có nói Phan Phong nói là Phan Phong làm theo cái đầu óc của anh ta, cái trí tuệ và cái trí thức của anh ta. Còn cái phần mà bán rau á, là bên đó họ như thế nào hoặc là làm như thế nào, đó là chuyện của phần bán rau, không có mắc mớ gì tới ảnh. Thì các bạn làm trong một cái video mình có nói là Phan Phong á, là cho dù không phải là cái kênh mà không phải gì, nhưng mà Phan Phong lúc nào cũng gián tiếp ủng hộ về cái thằng bán rau, về cái vụ mà các bạn là cái lời nói, cái công kích sai trái đó. Phan Phong biết rằng là những cái đó, ở đây mình nói nè, Phan Phong biết rằng là thằng bán rau nó nói gì không đúng, nó làm gì không đúng, nó dẫn dắt và nó chỉ trích như vậy là không đúng. Tại sao Phan, nếu mà Phan Phong á, mà khuyên răn thằng bán rau hay là chỉ ra cái nào đúng cái nào sai, cái nào công bằng cái nào không công bằng, thì ở đây á, cộng đồng mạng hầu hết hoặc là tất cả cộng đồng mạng họ sẽ theo Phan Phong. Chính bạn, nếu mà Phan Phong là công bằng á, thì bản thân mình cũng theo Phan Phong nữa. Đó là mình nói thật. Nhưng mà sau những cái ngày mà Văn Phong làm những cái video của bà nhà giáo đó, thì mình thấy được là ủa sao sao người này tại sao mà là như vậy. Nếu mà thằng bán rau làm sai, làm mà những cái gì đó, thì mình là anh hai hoặc là mình là một cái người mà dẫn chuyện á, thì mình nên dẫn những cái chuyện nào đó, mình nên chỉ những cái partner của mình hay khuyên răn gì đó họ làm cái nào cái này đúng cái nào sai, mình phải chỉ ra chứ, chứ đâu có là các bạn là còn cổ vũ nữa. Phan Phong á, ở đây nè, từ lý do tại sao á, là cộng đồng mạng họ nhìn vào cái khía cạnh khác, là lý do là Phan Phong á cổ vũ cái thằng bán rau, cho nên á là họ coi, tức là họ coi như vậy, họ coi Phan Phong cũng là như vậy. Tại sao? Vì cái tư tưởng và cái đồng ý kiến, chứ không phải là bất đồng ý kiến. Nếu mà Phan Phong bất đồng ý kiến với cái ý kiến của thằng bán rau thì cộng đồng mạng sẽ nghĩ khác. Bởi vì Phan Phong cùng cái chí hướng, cái chí hướng với thằng bán rau, Phan Phong cổ vũ thằng bán rau, thì cộng đồng mạng consider, tức là xem như Phan Phong cũng như thằng bán rau, chứ cộng đồng mạng không nói rằng là Phan Phong cái trí tuệ, cái kiến thức của Phan Phong như thằng bán rau. Nếu mà Phan Phong coi video mình đầu video mình nói là anh Phan Phong này có tầm, có trí thức, có kiến thức, chứ không phải là không. Nhưng mà vì là đứng về một phe nó không có công bằng. Coi video đầu của mình làm phản biện lại Phan Phong thì Phan Phong hiểu. Bởi vì Phan Phong là gián tiếp để ủng hộ cái người này, để cổ vũ cái người này, để bào chữa cái người này và tung hô cái người này. Tung hô là như thế nào? Trên video Phan Phong á, nói là hãy coi vô vô thằng bán rau, anh chàng bán rau coi, đó là những cái video đó là đúng, là thật, là chính xác và xác minh. Trong video Phan Phong nói đó, Phan Phong nói nhiều, rất là nhiều trong cái video. Và bây giờ ok, mình không dí người tới cùng và mình cũng không có cái phần sự mà đem những cắt những cái video ra cho Phan Phong coi. Phan Phong nói gì thì tự Phan Phong nhớ. Trên các video Phan Phong nói rõ ràng là như thế nào, như thế nào, như thế nào. Bây giờ ok, bây giờ Phong thấy Phan Phong thấy cái điều đó không đúng, Phong không nói nữa, Phong quay lại, Phong quay lại, Phong nói theo một cái cách mà nhân văn hơn nữa, thì ok, mình không có dí người tới cùng. Chứ mình mà ngồi mà phân tích, mình mà lấy mấy cái đó ra đó, mình đưa cho Phan Phong coi liền. Thì đó đó là lý do tại sao người ta lên án. Considering you support the guy, ok, tức là cộng đồng mạng xem rằng là Phan Phong á, đang ủng hộ, đang cổ vũ cái người đó, thì họ coi rằng là Phan Phong là như vậy luôn. Bởi vì Phan Phong đang cổ vũ chí hướng và cái ý kiến sai chiều, ý kiến sai lệch của thằng bán rau, chứ không không ai mà cua được cái nắm. Ở đây cộng đồng mạng họ nhìn và họ phân tích và họ chia ra rất là rõ, người này như thế nào, người kia như thế nào, họ biết hết rồi, chứ không phải là ấy đâu. Đó thì cũng như Phan Phong nói đó, khi mà Phan Phong nói, khi mà Phong nói là cái thằng bán rau nó làm sao kệ nó này kia, sau cái câu cuối cùng với Phan Phong nói thằng bán rau đó là nó là một cái người quang minh chính đại, nó không có mang mặt nạ, nó không phải là người tiểu nhân, nó không phải là người bị ổi, nó không có công kích, nó không có bôi nhọ linh lan.
Mà tại sao á, là tại sao cộng đồng mạng lên tiếng, tại sao á, là 12 kênh YouTube, mười mấy kênh YouTube đè đập hai kênh? Văn Phong cứ suy nghĩ cái đó. Khi thì nói tôi không có dính dáng và không có liên quan gì tới thằng bán rau. Tự nhiên cái câu cuối cùng Văn Phong nói là thằng bán rau nó là cái thằng quang minh chính đại, nó là cái thằng có học, nó theo cái chiều hướng đúng của nó không có mang cái mặt nạ xấu như là những cái kênh khác, như là những cái kênh con kền kền, nó không công kích bôi nhọ Linh Lan. Chính cái những cái video đó nó lên, nó gọi người ta phò, gọi bà, nó gọi, mình không nói nhiều. Ok, chính tự Phân Phong tìm hiểu, tự Phân Phong hiểu và nghĩ mình sai chỗ nào, mình đúng chỗ nào. Đầu thì nói là không liên quan, sau cái binh vực người ta nữa. đó đây nè cái điểm này nè, cái điểm này là cái điểm mà cộng đồng mạng á là coi Phân Phong như là thằng bán rau. Đây là cái điểm này đây. Còn nè, ở đây nè, ngày hôm qua Estam TV lên cái video, Estam TV dùng những cái lời thô tục, những cái lời mà không nên nói, hoặc là cái hành vi của anh này á, nó giống như là nó hơi đi ngược rồi, nó hơi đi ngược và hơi đi về cái hướng của bà giáo, và anh ta xin lỗi này kia, thì cái đó là Phân Phong nói là không quân tử thì đúng, Phân Phong nói đúng. Thì ở đây á, là ai sai chỗ nào, ai đúng chỗ nào, mình phân tích ra hết, chứ mình không có binh, mình không có biết, mình không có giống như là Phân Phong á, là biết cái thằng bán rau nó sai mà vẫn binh, vậy không được. Rồi cái tiếp thì Văn Phong nói là có một nhà báo lên chỉ trích và phê bình, tức là có bao nhiêu cái kênh YouTube đó tra tấn mà bà nhà giáo này kia, trong 50 ngày qua có hơn 100 cái video tra tấn bà nhà giáo. Ở đây các bạn là, ở đây không ai tra tấn và cũng không ai mà hiếp đáp gì mấy đứa nhỏ hay gì hết đó. Ở đây là chỉ làm cái lời mà các bạn là vu khống thôi. Nếu mà cái người nhà báo đó là ai, mình cũng cho xin cái tên người nhà báo đó, và người nhà báo đó làm cho công ty nhà báo nào, mình xin Phân Phong cũng đưa cái tên người đó lên. Nếu mà Phân Phong muốn dẫn chứng hay gì đó thì Phân Phong nên đưa vô email mình cũng được, không cần bỏ lên video, không cần bỏ lên mạng, email mình cho mình cái tên để mình dẫn chứng coi nó diễn biến và nó như thế nào, tại sao cái thằng nhà báo này nó lên nó nói như vậy. Không biết có coi hết cái video không mà nói rằng là bên phe của Linh Lan tra tấn bà nhà giáo, tức là tra tấn một bà già và hai đứa trẻ như vậy, có dạy như vậy là gọi là vu khống rồi, ngậm máu phun người rồi. Trong thực tế thì các video và các video của mình và các video các chiến hữu YouTuber đó, họ lên họ chỉ phân tích bình luận và họ sẽ đưa ra cái nào xấu, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào đúng, chứ họ không có tra tấn hay là xem thường mấy đứa nhỏ. Mình muốn cái tên của cái người đó và cái công ty nhà báo đó là ai, nếu mà dẫn chứng thì phải dẫn chứng như vậy. Chứ đừng có nói là bây giờ có người mà email vô nói là phải đưa lên dạy người đó là nói bên phe Đinh Lan là tra tấn dạy, mình không tin. Và thực tế là không ai tra tấn hết, nói người ta tra tấn cái từ đó rất là nặng, và cái đó là nó vu khống. Tra tấn hồi nào? Không lẽ bây giờ luật pháp Việt Nam á, các bạn Việt Nam không lẽ mà luật pháp mà để cho người ta tra tấn? Quý vị biết cái từ tra tấn là gì không? Tức là những cái người mà ở trong tù, trong ngục tù đó, bị tra tấn đó. Các bạn họ cho rằng á, là binh vực cái đúng, phê phán cái sai, phơi ra những cái nào đúng, cái nào sai, và cái nào tốt, cái nào xấu. Đó là tra tấn. Các bạn biết là cái từ tra tấn đó, nó chỉ dùng trong những cái ngục tù rồi này kia thôi. Mà họ vu khống, họ cho rằng là các kênh YouTuber, các video nói là tra tấn một bà già và hai em bé. Tra tấn hồi nào? Đó là gọi là vu khống. Đó là phạm luật. Mình muốn biết cái tên nhà báo đó và cái nhà báo đó. Ok, đưa cái tên đó vô Facebook mình, Randy Nguyễn, đưa cái tên đó cũng được, hoặc là email mình vô cái kênh, thẳng cái kênh mình cũng được. Mình muốn, bởi vì làm nói như vậy là nói như vậy là vu khống, ngậm máu phun người rồi. Thực tế ra là không có video mà tra tấn mà một bà già với hai em bé đó. Ok, khi mà mình nói chuyện á phải uống lưỡi 3 lần và súc miệng 2 lần rồi mới thoát ra cái lời, chứ đừng có thoát ra những cái lời đó. Một nhà báo có ăn học, thí dụ có ăn học đi mà nói ra những cái lời này, chưa kiểm chứng, chưa coi hết video hay gì hết mà nói ra những cái lời này, như vậy gọi là nhân văn, như vậy gọi là văn minh hiện đại, như vậy gọi là kiến thức đó hả? Đó không thuyết phục. Và các bạn là cái khúc cuối này nè, nó gây cấn nè, cái video cuối cùng, mà cái khúc cuối của video của Phân Phong nó gây cấn, là cái vấn đề nó có hai cái vấn đề gây cấn.
Đó là cái vấn đề thứ nhất là các bạn là mọi người, anh Phong cho rằng là mọi người, cộng đồng mạng và các kênh của Phan Linh Lan yêu cầu bà nhà giáo nhận bé Hai Lành làm cháu nội. À quý vị các bạn, là hồi nào đến giờ thì mình cho rằng là không ai nói như vậy. Bản thân mình và những người kia cũng không nói như vậy. Bản thân mình thì các bạn là mình chỉ nói là tại sao bà nhà giáo bà không nhìn nhận, tại sao bà nhà giáo bà không bà bỏ rơi mình. Nói thật với các bạn á, cái động cơ nào mà khiến mình làm video và đứng lên cho Đinh Lan, cái động cơ nào mình nói, mình có nói với các bạn một lần rồi, là cái vấn đề là các bạn là cái video mình coi là bà nhà giáo bà bỏ rơi Đinh Lan với ánh nắng chói chang đó, chạy trên chiếc xe Volvo SC đồ này kia đó, cái vấn đề mà hài cốt của Vương Quang Long đó, là từ cái lúc đó là mình thấy là đó là một cái động cơ mà tại sao mình đứng lên cho Đinh Lan. Mình thấy bà nhà giáo làm như là không có đúng, bỏ rơi không nhận không chấp nhận, thì cái đó là bỏ rơi không nhận không chấp nhận rồi. Cái thứ video thứ hai là các bạn là ngay bà nhà giáo Linh Lan tới xin lỗi, bà nhà giáo phủi tay xua đuổi, phủi phủi xua đuổi. Đó là cái động cơ thứ hai mà mình phải quyết tâm mình đứng lên cho Linh Lan là như vậy. Linh Lan tới xin lỗi bà nhà giáo, Linh Lan lúc nào cũng nói tốt cho bà nhà giáo, Linh Lan lúc nào cũng bảo vệ cho bà nhà giáo, hai ông bà nhà giáo tức là gia đình của anh Vương Văn Long đó. Linh Lan lúc nào cũng bảo vệ, Linh Lan năn nỉ là bà nhà, cộng đồng mạng đừng có ném đá bà nhà giáo nữa. Nhưng mà có nhiều cái vấn đề và có nhiều cái yếu tố phải lôi ra và phải phơi bày ra để cho bà nhà giáo biết được á, là bà sai chỗ nào và bà đúng chỗ nào. Đừng có nghĩ mình có cái bằng ưu tú là mình đúng, không, hoàn toàn sai. Bây giờ thế giới bây giờ là các bạn là văn minh hiện đại bây giờ không có dùng cái phong kiến, cái tục ngữ phong kiến nữa như năm xưa, hủ lậu nữa. Bây giờ là mình nói tới công bằng. Thì ở đây các bạn là cộng đồng mạng nói là tại sao không thừa nhận thôi, chứ không có lắm như là yêu cầu. Mình không biết cái bên bên Estam ông nội đó ông nói chuyện như thế nào, mà bây giờ nó lôi ra câu chuyện mà để nói chuyện xong để cho anh Phong nhà ta bẻ bẻ mà đập nữa. Ở đây cộng đồng mạng không có nói yêu cầu, các bạn biết cái từ yêu cầu á, nếu mà dịch ra tiếng Anh nó request, là cái từ đó nó nặng lắm. Yêu cầu là từ phi là một cái chủ tịch, một cái ban ngành nào đó, tôi yêu cầu các đồng chí này kia, thì cái đó là nó dùng cái từ yêu cầu nó hơi ấy, cho nên ông nội Phan Phong này ông đập là đúng rồi, ông đập ngược lại đúng rồi. Ở đây cộng đồng mạng không nói yêu cầu, ở đây cộng đồng mạng chỉ nói á, là vì sao bà nhà giáo xua đuổi Linh Lan, không chấp nhận mẹ con Linh Lan, chứ không có nói là yêu cầu bắt buộc, tức là yêu cầu giống như là bắt buộc bà nhà giáo phải làm như vậy. Không, ở đây á, mình nói là các bạn nè, ở xứ Mỹ này cũng vậy, mình hay thường nhắc tới cái quyền riêng tư và cái đặc quyền riêng của người ta. Mình không có quyền xen vô những cái chuyện mà cá nhân riêng tư và cái đặc quyền riêng của người ta, cái privacy. Nhưng mà cái anh Asta này không biết trong cái video anh hình như anh nói như vậy đó, thì bên ông bên Phan Phong mới bẻ lại. Không, còn đồng mạng không có yêu cầu, còn bạn hỏi là tại sao, thắc mắc, còn đồng mạng thắc mắc, còn đồng mạng tò mò vì sao bà giáo làm thế, là chỉ có vậy thôi, chứ không ai mà yêu cầu bây giờ. Cho nên mình cũng biết được là có nhiều người comment họ và bên phe của bên phe của bà giáo đó, bà tà giáo đó, họ comment họ nói á, tụi bay đâu có quyền đâu mà tụi bay yêu cầu hay là muốn bả làm vậy. Không, ở đây không ai muốn cũng không ai yêu cầu. Mình biết được cái quyền lợi của mỗi người, nhân quyền mà, human rights mình rõ lắm. Mình ở xứ Mỹ này mấy cái đó mình rất là rõ, cái vụ human rights là luật nhân quyền đó mình hiểu rõ lắm. Cho nên ở đây mới là tại sao mình đánh cái dấu hỏi, thì bên kia họ trả lời rằng là ồ là Linh Lan là có cái tiền tiền sử xấu, là con phò, là đại khái vân vân. À, thì mình nói ủa cái đó, cho nên nó mới xảy ra câu chuyện là cái câu chuyện đấu tố là ủa cái quá khứ của người ta như vậy nó có mắc mớ gì tới đâu. Thì trong các video các bạn thấy, coi video mình kỹ thì các bạn thấy đó, mình phân tích mình giải đáp nó từng ly từng tí, nó very detail, tức là nó chi tiết dữ lắm. Nhưng mà có rất là nhiều người bên phe văn phòng họ họ coi, nhưng mà thì đúng video mình dài, nhưng mà muốn hiểu mình phải coi hết video chứ, chứ coi khúc 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 hoặc là coi cái tiêu đề này kia đâu có hiểu mình phân tích rõ ràng đâu ra đó hết á.
Cho nên mình biết được đó, những cái người mà theo mình đó, họ học học thức rất là cao, bởi vì chỉ có những người đó và những cái cụ già lớn tuổi họ họ hiểu biết rộng đó, thì họ mới có cái kiên nhẫn mà họ coi cái video dài của mình thôi. Đó đó là mình cảm nhận, mình thấy được như vậy đó. Thì cũng cảm ơn ông bà anh chị em và nhà quý vị đó. Thì đó là cái lý do tại sao á, là mình nói là mình phân tích là cộng đồng mạng họ thắc mắc như vậy, thì mình cũng trả lời như vậy. Không ai yêu cầu hết. Cái đó là cái đặc quyền và cái quyền riêng tư và cái quyền các bạn là nhân quyền mà, cái quyền lợi của người ta mình không có nào mình xem vô được. Cho nên cái anh Astam này, anh lên anh nói như vậy á, là nó sai cái hướng mình đi rồi. Thì bây giờ ở đây mình nói nè, cái chuyện đó là chuyện của ảnh, còn kênh Quang Trung Đời Sống TV là cái chuyện của Quang Trung Đời Sống. Như anh Phong Phong nói, ê, bán rau là nó bán rau nha, chứ tao không có bán rau nha, tao là dẫn chuyện chứ tao không có bán rau. Thì đó, thì mình cũng vậy. Rồi cái việc các bạn là anh nói là bà nhà giáo chưa từng nói là không nhận linh lan, thì cái mình đâu ai nói, mà đâu ai lên tiếng mà nói bà nhà giáo nhận không nhận đâu. Người ta thì hồi nãy mình cũng đã giải thích rồi, thì trong cái câu đó đó mình cũng đã giải thích quá quá ư là chi tiết rồi. Cái vấn đề là các bạn là cộng đồng mạng họ họ thắc mắc là ở đây họ, mình nói hồi nãy là cái vấn đề bà phủi tay, bà không không thừa nhận, tức là bà ra một cái cử chỉ, bà hành xử, bà hành vi, cái hành vi của bà đó, bà cư xử như vậy, thì cộng đồng mạng họ thắc mắc, họ lên tiếng, họ họ đặt cái dấu hỏi. Chỉ có vậy thôi, không ai yêu cầu, vì cái đó là cái nhân quyền của các bạn. Còn thực hiện hay không hay làm không, đó là cái chuyện, đó chuyện của bà. Còn cộng đồng mạng phản ứng đó, thì bà làm sao thì cộng đồng mạng phản ứng như vậy thôi. Bà cũng không có trách được là cộng đồng mạng không tò mò. Ủa, cái tò mò đó là cũng là cái nhân quyền của người ta mà, đó là cái cũng là cái quyền riêng tư của người ta mà, người ta có quyền người ta nói, người ta có quyền người ta tò mò, người ta có quyền người ta lên án. Thì bây giờ sống trong cái xã hội văn minh hiện đại như thời bây giờ đó, cái thời buổi bây giờ đó, thì quý vị các bạn cũng phải hiểu, bà nhà giáo cũng phải hiểu cái điều đó chứ. Không thể nào mà cấm hay là ép người ta, hay là không cho người ta nói, hay không cho người ta lên tiếng, hay không cho người ta tò mò. Thì cũng như anh Phan Phong anh nói trong cái video của anh đó, đó là theo cái tư tưởng và cái chủ nghĩa của anh, thì cộng đồng mạng cũng có cái tư tưởng và cái chủ nghĩa riêng của họ. Rồi cuối cùng các bạn là hình như trong cái kênh, trong cái video của Estam TV, anh ta nói cái vấn đề là yêu cầu, cũng yêu cầu nó yêu cầu là cái số tiền bên Mỹ đó của Hàng Thái Tú mà các bạn là quyên góp bên Mỹ đó, yêu cầu phải trao cho Đinh Lan, yêu cầu phải này. Cái đây ở đây là cái gì nè, mình biết rằng là rất là nhiều cộng đồng mạng và cũng là rất là nhiều người họ lên họ cũng thắc mắc tại sao cái số tiền mà Hàng Thái Tú quyên góp ở bên Mỹ đó, tại sao Đinh Lan không có nhận đồng nào, họ chỉ nói vậy thôi chứ không ai mà nói mà yêu cầu là bà nhà giáo phải công bố cái số tiền bên Mỹ ra bao nhiêu, phải công bố ra để chia, để chia cho Helen. Tức là ở trong cái video của anh Phan Phong này, anh ta nói là bên Estam TV nói là phải công bố cái tiền bên Mỹ. Ở đây cái đó là cái chuyện của Estam TV, còn cộng đồng mạng và fan của Quang Trung Đời Sống TV đó, họ lên họ chỉ muốn biết rằng là cái tiền mà cái tiền của Helen, cái tiền mà bên Hàng Phái Tú quyên góp bên Mỹ đó, nó ở đâu rồi, nó đi đâu rồi, mà tại sao bây giờ Helen không có nhận được. Cái đó là cũng là một cái thắc mắc và một cái tò mò của cộng đồng mạng, chứ họ không ai mà yêu cầu. Vì những cái số tiền đó đó, Hàng Thái Tú hoặc là bất cứ ai gửi cho bà với sự đặc quyền của bà giáo, thì cái đó là cái quyền của bà giáo, bà công bố không bố đó là cái quyền của bà. Thì Phong Phong nói vậy là cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà ở đây á, là mình nói là cộng đồng mạng không có nói như vậy, cộng đồng mạng cũng không có yêu cầu cái gì hết á, cũng như là yêu cầu nhận hay không nhận. Ở đây cộng đồng mạng hỏi tại sao cái số tiền đó nó đi đâu rồi. Cộng đồng mạng hỏi là bây giờ bé Helen không nhận được số tiền đó, Linh Lan cũng chưa nhận được cái số tiền đó, thì hỏi như vậy có phải là bà nhà giáo bà không đưa, hay là bà không cho, hay là bà không có chịu trao cho Helen hay là bà Linh Lan hay không. Thì cộng đồng mạng thắc mắc tò mò cái vấn đề đó, chứ không ai mà nói là cái vấn đề yêu cầu bà phải công bố số tiền, cái chuyện đó tiền bao nhiêu kệ, phải tiền của mình đâu, công bố cái gì. Người ta muốn biết là bà nhà giáo có cho Helen cái số tiền đó hay không, có trao cho Helen cái số tiền đó hay không, chỉ có vậy thôi, chứ không ai nói là công bố hay là không công bố. Thì cái chuyện bây giờ Estam nó nói sao, thì cái chuyện đó là chuyện của bên 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 ông nói đi. Còn cộng đồng mạng fan của mình là họ không có nói như vậy, họ nói là họ thắc mắc là tại cái tiền nó đâu rồi. Tại vì khi mà quyên góp ở bên Mỹ đó, Hàng Thế Tú nói là cho ba đứa nhỏ thì có cái tên của Helen ở trong đó,
Thì các bạn là khi mà nói ba đứa thì các bạn là người ở bên đây thì họ thấy như vậy, họ tội nghiệp thì họ cho luôn ba đứa. Thì cho luôn ba đứa thì có tên hai lần trong danh sách, để có tên trong danh sách thì phải chia cho hai lần. Nhưng mà tới bây giờ đó, bà nhà giáo hay là gì đó, không chia, hai lần chưa nhận được. Thì cộng đồng mạng thắc mắc hỏi tại sao? Chứ có vậy thôi chứ không ai yêu cầu. Còn cái chuyện mà bên Estan có yêu cầu không thì cái chuyện đó là bây giờ là chuyện của hai người đó. Mình cảm thấy được là bây giờ nó đi hơi xa, là bên này công kích bên kia công kích rồi đòi hàng ra gặp nhau đó, mình thấy ghê quá. Những cái gì chứ những cái đó thôi thôi mình không xí vô, đó là chuyện của người đó để cho những người đó giải quyết. Ở đây mình nói chuyện công chứ mình không nói chuyện tư. Vâng, thưa quý mời em, cuối tuần chúc quý mời cho một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.